Xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với channel Bất Thường Gaming. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với lại game Đạo Hoang. Đây là một cái game mà cho chúng ta mang được một món đồ đến cái Đạo Hoang và để thoát ra khỏi cái Đạo Hoang này. Đó là cái giải thích của game này, nhưng mà bây giờ mình thấy là nó hơi lệch một chút rồi. Chúng ta có thể mang người đến đây luôn các bạn ơi. Hơi xa so với vị đạo ban đầu nhưng mà thôi tạm chấp nhận được. Thì trong tập trước là mình đã mang hai nhân vật nam đến đây, hai nhân vật được rượu đến đây rồi. Một thằng là bạn thân của mình, tên là gì ta, mình quên mất tiêu rồi. Được rỡ khó nhớ tên lắm. Tên là Kenta, nếu mà một thằng tên là Kimura Kenta. Còn thằng còn lại là cái thằng mà nó khá là đáng sợ các bạn ơi, nó tên là Shirai Daisuke. Cái thằng này nó đã gọi là ăn thịt người, mặc dù là thịt người chẳng ngon lành gì đâu, nó hơi giống dây thun. Lần này chúng ta sẽ mang nữ đến nha các bạn ơi, cuối cùng cũng có nhân vật nữ rồi. Ở Đảo Hoang hai người thôi mà có nhân vật nữ vô thì không biết sẽ như thế nào đây. Rồi đầu tiên hết là Tachibana Akane, cho chúng ta quyết định như vậy thôi. Tachibana Akane là một cái cô bé vừa mới tốt nghiệp trường đại học, sau đó thì vào một cái công ty, sau đó vào công ty của chúng tôi, một cái công ty mà tàn những thằng được rượu rồi. Và vô tình trong một cái buổi ăn trưa ở ghế đối diện, cô ấy đã ngồi ở đó, và kể từ ngày hôm đó thì tôi không bao giờ quên được cái khoảnh khắc đó luôn. Nếu mà cô ấy có mặt ở đây thì chắc chắn là tôi sẽ rất là hạnh phúc. Rồi vậy là cái cuộc gặp đầu tiên là vô tình gặp ở trong nhà ăn trưa các bạn ơi. Đợi có muốn mang Tachibana đến hòn đảo này không? Mang đến thôi. Nhưng mà đợi đã, liệu tôi có đủ dũng khí để cuốn cô ấy vào cái cuộc đời của mình hay không? Đó lại là những câu này là câu gì người ta gọi là gì ta? Gizen là gì? Giả tạo, đúng rồi, những câu giả tạo nữa. Thôi đi, đi mang đến đại đi. Không có nói gì nữa hết. Ok, quyết định rồi. Thế là một ngôi sao xanh lá bay qua. Tachibana Akane, Tachibana Akane, Tachibana Akane. Kiểu mà cầu được ước thấy như thế này thì tốt quá nhỉ. Rồi tôi không biết là tôi đã ngủ từ khi nào, khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Và tôi đã bình an thoát khỏi một đêm ở thần đảo này. Hơi an tâm một chút. Rồi không biết là bao nhiêu giờ để trôi qua rồi tôi cứ đi vòng vòng trên hòn đảo, quanh bờ biển. Đây có thật sự là một hòn đảo không người không đấy? Người thì cũng không tìm thấy này, đường đi cũng không có, không có một tòa nhà, không có một cái gì cả. Hòn đảo này cũng không lớn lắm. Thế là tôi đã đi một vòng. Khi tôi quay trở về cái nơi mà tôi đã xuất phát thì tôi khá bất ngờ với một điều rằng là ở đó có một người đang nằm, một người đang nằm ở trên bờ biển. Và người đó còn là cái người mà tôi gọi là để ý đến nữa. Người ấy tên là Tachibana Akane. Rồi Tachibana Akane đã nói với tôi rằng là cảm ơn vì anh đã giúp em nhé. Thật sự thì rất là cảm ơn. Mình đoán chắc là em gái này là kiểu đàn em ở trong công ty rồi các bạn ơi. Tại vì em này vừa mới tốt nghiệp mà. Không có gì đâu. Thấy người gặp nạn thì phải cứu. Tachibana không sao là quan trọng nhất rồi. Nhân tiện thì Tachibana, tại sao em lại ở đây? Đúng rồi, tiền bối. Thật ra thì công ty đang cho nghỉ. Cho gì ta? Đang cho một kỳ nghỉ. Và cái kỳ nghỉ này thì chỉ dành cho nhân viên mới mà thôi. Đã được nghĩ như thế thì em nghĩ rằng là nên đi đâu đó chơi, đi du lịch ở đâu đó. Và thế là thuyền gặp bão. ra là vậy à. Vậy là chắc chúng ta cùng thuyền rồi. Wow, đây gọi là một cái sự trùng hợp không thể tin được luôn các bạn ơi. Người mình thích lại nghỉ vào đúng cái ngày mà mình trúng việc, sau đó thì cả hai cùng ở trên một thuyền. Ở đây là ở đỉnh mệnh rồi còn gì nữa. Chắc là ở thế giới, ở cái xã hội ngoài kia thì không bao giờ đến được với nhau đâu. Nhưng mà lên hòn đảo hoang này thì chẳng còn cái gì có thể ngăn cản được nữa các bạn ơi. Chấm chấm chấm.
cùng với cô gái mình thích ở trên hòn đảo và hai người như thế này. Đây là một cái tình huống mà có mơ cũng không dám nhìn thấy nữa. Tình huống vô cùng gọi là tuyệt đỉnh. Nhưng mà khi đến cái tình huống như thế này thì tôi cảm thấy quá là bối rối đi. Người đối diện với nó, tôi phải nói cái gì đây? Đây chẳng phải là hẹn hò rồi sao? Mình đoán đây không phải là hẹn hò đâu. Hẹn hò thì không thể nào mà hẹn hò trên một cái hòn đảo hoang như này được. Thế là Tachibana đã nói một câu để mà phá vỡ đi cái bầu không khí im lặng này. Đây có thực sự là đảo hoang hay không? Vậy biết đâu sẽ có người ở đây cũng không chừng. Hay là chúng ta thử đi tìm kiếm tiếp đi. Anh đã đi suốt rồi cũng không thấy một người nào cả. Nhưng mà chúng ta hãy thử đi tìm kiếm thêm một lần nữa đi. Còn cần phải kiếm nước và lương thực nữa. Vì không thể nào để con gái đi một mình được, cho nên là tôi quyết định là đi cùng với lại Tachibana luôn. Vậy là cái này hơi khác một chút rồi so với đàn đực. Chia ra mỗi người một hướng thì phụ nữ với con gái phải đi chung với họ để không bị gặp nguy hiểm các bạn ơi. Thế là chúng tôi bỏ biển lại ở phía sau và đi vào trong rừng. Tất nhiên là khu rừng này không được ai chăm sóc cả và nó rất là rậm rạp. Dù là ban ngày đi chăng nữa thì cũng khá là tối. Không có tìm được thấy nguồn nước gì cả. Cũng không tìm thấy cái gì có thể ăn được. Đây là lần trước mình đọc rồi các bạn. Rồi rồi rồi. Không tìm thấy được lương thực và nước uống thì tình huống này rất là tồi tệ rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an và bối rối. Sau khi mà đi thêm một chút nữa thì chúng tôi phát hiện ra một hang động. Bên trong hang động thì nó lại tối hơn bên ngoài nữa. Nếu mà không có nguồn sáng thì chắc là sẽ không vào được đâu. Nếu mà chúng tôi có thể sử dụng cái gì đó thay cho đèn pin, chẳng hạn như điện thoại thông minh thì tốt quá. Nhưng mà chúng tôi lại không mang cái thứ đó. Tachibana, em có mang cái gì đó có thể thắp sáng không? Xin lỗi nhưng mà em không có mang. Ra là vậy à. Khá là nguy hiểm cho nên là thôi chúng ta đừng có vào. Ế? Ế? Tiền bối Suzuki. Đây là cái nơi mà anh vẫn chưa gọi là tìm hiểu đúng không? Anh cũng chưa vào đúng không? Rất có thể nó có cái gì trong đó đấy. Và còn nữa, trông nó khá là giống một cái nhà ma, chẳng phải rất thú vị sao? Ok, mình cảm thấy là em này khá là gọi là mạnh mẽ đấy chứ. Bình thường là con gái phải sợ vào những nơi mà gọi là kinh dị như thế này, nhưng mà em này lại coi đây là một ngôi nhà ma và đang có hứng thú vào bên trong nữa. Em dũng cảm quá đi. Nhưng mà từ cái gọi là tính cách này, từ cái cách nói chuyện này thì mình có thể hình dung ra được Tachibana Akane là một người con gái mà có mái tóc màu đỏ nha các bạn. Buộc đuôi ngựa lên, mắt cũng màu đỏ luôn. Nếu mà xét về anime, vậy thì chúng ta cứ vào bên trong để mà xem một chút thôi nhé. Nếu mà có gì nguy hiểm thì ra liền. Thế là chúng tôi vừa cảnh giác vừa bước vào bên trong. Chúng tôi đặt tay lên trên bức tường hang động, thận trọng tiến về phía trước. Dù chỉ mới vào có một chút thôi nhưng mà đã bắt đầu cảm thấy tối thui rồi. Nè Tachibana, những cái điều đáng sợ là những thứ mà nó có cái phạm trù không bao giờ rõ ràng, cho nên là nó thường rộng rãi. Em có nghĩ thế không? Anh đang nói gì thế? Em không hiểu. Thế thì thử lấy cái tình huống này đi. Trong một cái nơi tối tăm như bây giờ, ở sâu bên trong không biết có cái gì cả. Nếu mà xuất hiện gấu, hoặc là đây chính là cái hang gấu và đột nhiên nó bay ra tấn công, thì chúng ta phải làm như thế nào? Đại loại là như vậy. Vậy à. Chúng ta vẫn quyết định đi vào bên trong sao? Anh đang cảm thấy lo lắng này.
Tiền bối, trong công việc thì anh rất là được việc, nhưng mà trong những cái tình huống như vậy thì anh không đáng tin cậy nhỉ? Gư nư nư. Có người dùng cái từ này để mà thể hiện sự tức giận. Tôi bị Tachibana gọi là khích tướng. Senpai, chẳng lẽ anh sợ đi sau bụng trong sao? Anh sợ đúng không? Làm gì có chuyện đó. Nếu mà có cái gì xảy ra thì anh có cứu em không? Ừ. Tất nhiên là tôi không thể nào trả lời liền được. Tuy nhiên, nếu mà có cái gì đó nguy hiểm xảy ra thì đây không phải là lúc để mà tôi phân vân cái việc là có nên đi vào sâu bên trong hay không. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì đã quá muộn rồi. Đây không phải là lúc để mà phân vân, chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi. Quay lại là tiếng la đó nữa rồi các bạn ơi. Xin lỗi, quả nhiên là chúng ta nên ra ngoài thôi. Từ bên trong có một cái giọng hét thất thanh vang đến tận chỗ này. Mình không thể nào tưởng tượng được cái tình huống mà lỡ mà cái thằng nhân vật chính bị cái ông kia, cái ông sống trong cái hang này đánh bại thì chuyện gì sẽ xảy ra với lại Tachibana đây. Đây là tình huống rất là tồi tệ. Chúng tôi chạy ra khỏi hang. Do là tôi cứ mãi nghĩ đến cái việc là muốn bảo vệ cô ấy cho nên đã vô thức nắm lấy tay và chạy ra ngoài. Nắm tay nhau rồi các bạn ơi. Bình thường thì tôi sẽ cảm thấy gọi là xấu hổ. Và đây cũng là một cái vấn đề liên quan đến quấy rối thể dục. Có những cái mà chúng ta không thể nào mà đột nhiên nắm tay một người phụ nữ được ở trong xã hội. Nhưng mà đây không phải là lúc để mà nói những cái điều đó. Chúng tôi cùng nhau chạy ra khỏi hang. Và khi mà chúng tôi chạy ra khỏi miệng hang thì chúng tôi quay trở lại và không tìm thấy có cái gì đó xuất hiện cả. Chúng tôi vừa cảnh giác xem là có cái gì đó giống như gấu đi ra bên ngoài hay không. Vừa chạy tiếp. Và khi mà rời khỏi theo cách cái hang một khoảng cách xa thì mọi thứ đã trở lại với im lặng, với sự im lặng. Vậy là cái thằng đó không, cái ông đó không đi ra bên ngoài. Mình cứ tưởng là ông sẽ bay ra ngoài tấn công chứ. Và một khoảng thời gian dài đã trôi qua rồi. Chúng tôi quay trở về biển và đêm đã đến. Chúng tôi không có một cái thu hoạch nào cả, do quá mệt cho nên chúng tôi nằm xuống bãi biển luôn. Nằm xuống bờ biển luôn. Nằm xuống bãi biển là trôi mất tiêu. Nhưng mà với cái việc là cô ấy và tôi đã bình an thoát khỏi cái nguy hiểm đó thì tinh thần của tôi cảm thấy khá là thoải mái. Đây rất có thể gọi là hiệu ứng cầu treo, cho nên là tim tôi đang đập thình thịch đây. Hiệu ứng cầu treo là cái hiệu ứng mà hai người cùng đứng ở trên một cái nơi khá là nguy hiểm và hai người tim cùng đập nhanh, cho nên là mới là lúc sau mới tưởng nhầm rằng là hai người thích nhau nhưng mà thật ra không phải như vậy. Nên cái này thì mình không rõ lắm. Nhưng mà đây chẳng phải là hẹn hò sao? Một cái tình huống mà phải gọi là vô cùng hiếm hoi. Một cái tình huống mà cả hai cùng ở trên một cái hòn đảo hoang. Sau đó thì cả hai cùng nói chuyện với nhau. Thật ra là cô ấy rất là giống tôi. Cũng muốn trở thành một nhà làm game nhưng mà lại không gọi là được tuyển vào công ty. Và sau đó thì bị chuyển vào công ty này do là có liên kết. Hóa ra là có một cái điểm tương đồng như thế này nữa sao? Cả cái gọi là hoàn cảnh và cả những điều từng nếm trải cũng giống nhau. Cả hai thì đều thích game, sở thích và hứng thú cũng giống nhau luôn. Tựa game yêu thích, tên của công ty, tên nhân vật, bài VGM, danh hiệu. Những cái này đều khá là giống nhau luôn, cả những cái điểm chi tiết chúng tôi cũng giống nhau nữa. Ê,
Cho nên là tôi rất là đồng cảm với lại cô ấy. À, nhưng mà cách xa tới 10 năm tuổi lần các bạn. Nhưng mà chúng tôi thì cách xa nhau tới 10 năm lận. 10 năm tuổi tác lận. Và trường tiểu học thì không biết là có học cùng nhau hay không, vẫn chưa biết được. Vậy là học cùng trường trung học với trường cao trung luôn. Wow, sao có nhiều sự trùng hợp như thế này. Cách nhau 10 năm tuổi đâu có gì quan trọng đâu. Càng nói chuyện thì chúng tôi lại càng tìm ra được những điểm chung với nhau. Tóm lại là tôi cảm thấy rất là vui. À, lúc này thì Tachibana nói với tôi rằng là nhắc đến trôi dạt trên biển thì anh còn nhớ về cái câu chuyện là đôi vợ chồng Okamoto đã bị gọi là tách biệt nhau trên thuyền không? Sau một cái sự cố trên thuyền không? Okamoto. Đôi vợ chồng Okamoto ơi. Các bạn có nghĩ cái điều gì đó mình đang nghĩ không? Ừ. Đúng là anh đã có nghe qua câu chuyện này rồi. À, người vợ thì thường xuyên phỏng vấn ở trên tin tức đúng không? À đúng là cái đó rồi đấy. Ừ. Đây hình như là một câu chuyện vào khoảng 20 năm trước thì phải. À, trong khi mà đôi vợ chồng Okamoto đang trên một cái chiến thuyền đi từng chân mực thì gặp phải một cái sự cố và hai vợ chồng tách biệt nhau. Vậy đấy thấy chưa, lại đi từng chân mực ở trên thuyền mới gặp như này. Chỉ có mấy người nhà giàu mới gặp mấy cái tình huống này thôi các bạn ơi. Còn nhà nghèo như mình thì làm sao có thể gặp được mấy cái tình huống này, tại ở nhà miết mà. Và mình sẽ ghi lại cái tên Okamoto nha các bạn. Cái tên đôi vợ chồng Okamoto thì tức là đúng rồi, lần trước mình có thu được một cái tên là tức cái tên Misa này từ người đàn ông ở trong cái ending đầu tiên mà mình chơi ở tập 1 ấy các bạn. Có khi nào là ghép lại là Okamoto Misa không? Chúng ta đã có một cái tên hoàn chỉnh rồi nhưng mà để mình thử sao nhé. Hóa ra chúng ta cần một cái tên hoàn chỉnh mới được. Người vợ thì đã sống sót và quay trở về và đưa ra yêu cầu tìm kiếm người chồng đã mất của mình, đã bị thất lạc của mình. Nhưng mà dù có cố gắng bao nhiêu năm đi chăng nữa cũng không tìm thấy ông chồng. Đây là một câu chuyện khá là đáng buồn. Vậy vậy là cái ông chồng chính là cái người ở trên hòn đảo này rồi các bạn ơi. À, và tôi hỏi ngược lại Tachibana. Sonoshiko no hanase. Bây giờ thì cái câu chuyện đó đã như thế nào rồi? Vì đây là một câu chuyện khá là buồn cho nên là em nhớ rất là rõ. Thật ra thì người chồng Dokoka no shima de ikinobiteiruto. Thật ra thì người chồng á cũng rất có thể là cũng giống như chúng ta bây giờ. Nếu mà được như thế thì sẽ rất là tuyệt vời luôn. Nếu mà ông ấy vẫn còn sống ở trên một hòn đảo nào đó. Đúng vậy nhỉ? À, ông ấy vẫn còn sống ở trên hòn đảo này luôn. À, lại xuất hiện nữa rồi. Sao là đúng lúc này? Trong lúc chúng tôi đang ngồi gọi là tán chuyện với nhau thì đột nhiên có một tiếng hét thất thanh ở đằng sau. Đột nhiên có một người đàn ông chạy đến. Người đàn ông. Người đàn ông này thì râu tóc mọc lù xù, trang phục thì rách rưới. Từ cái giọng hét cho thấy thì người đàn ông này quả như là không được bình thường. Tôi không thể nào để cái người đàn ông đó đến gần cô ấy được. Chắc đây phải gọi là sức mạnh xuất hiện trong hiện trường vụ cháy. Tôi cứ thế mà bay vào người đàn ông, đấm tới tấp vào mặt ông ta. Có vẻ như ông ta đang cầm một cái thứ gì đó gọi là giống như một con dao vậy. Và thế là tôi sử dụng tôi giật lấy từ ông ta. À đây là gọi là thể hiện trước mặt gái. À, thế và cứ như thế tôi dùng cái viên đá này tôi đấm vào mặt ông ấy. Một phát, hai phát, ba phát, bốn phát. Đấy, đấy đã, đừng có đánh nữa, như thế là không được đâu. Và dấu chấm than. À, khi mà Tachibana gọi tôi thì tôi mới bình tĩnh trở lại.
Tôi cứ tưởng là mình đã gọi là hủy diệt ông ta mất rồi, cho nên là tôi cảm thấy gọi là khá là bối rối. Người đàn ông đột nhiên đứng dậy và túm lấy Tachibana, quả nhiên là không tha thứ được rồi các bạn ơi. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì đã quá muộn. Nếu mà cô ấy có bị cái chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ hối hận suốt cả cuộc đời này. Khi mà tôi nhận ra thì tôi đã dùng viên đá để mà đập vào đầu ông ta. Và cứ thế người đàn ông đổ xuống, không cử động nữa. Đây là tự vệ chính đáng, nhưng tôi đã... Tachibana nói một câu để phá vỡ bầu không khí im lặng. Cảm ơn tiền bối đã giúp được em. Bởi vì bên kia đã tấn công chúng ta, cho nên là không còn cách nào khác cả. Đúng là như vậy. Do là mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Thật tốt vì nói chung trước tiên hết là thật tốt vì tôi đã bảo vệ được cô ấy rồi. Vì ở trên hòn đảo này, một sự hiện diện gây cản trở, gây nguy hiểm cho chúng tôi đã biến mất rồi, cho nên là tôi cảm thấy an tâm và đồng thời cũng cảm thấy rất là tội lỗi khi mà đã xuống tay với một người, một cảm xúc vô cùng phức tạp. Và sau đó, Tachibana đã đến cái hang động mà đã từng nghe cái giọng hét này. Tachibana đã đoán rằng hai cái giọng này là của cùng một người. Và nhìn cái bộ dạng gọi là rách rưới của người đàn ông này thì có thể đoán là người đàn ông này đã sống ở trên cái hòn đảo này một thời gian khá là dài rồi. Tức là có nghĩa là sẽ phải có nguồn nước và thức ăn. Chúng tôi suy nghĩ như vậy. Đúng là có rồi đấy, ở trong hang. Và suy nghĩ của cô ấy đã chính xác. Ngày hôm sau thì chúng tôi vào thử ở trong hang động. Và ta tìm thấy một cái ngôi nhà nhỏ, một cái nơi ở nhỏ, trông có vẻ là giống cái cứ điểm của người đàn ông. Ở trong thì có một cái thác nước và có cả cây ăn quả nữa. Nếu mà trồng tiếp thì có thể ăn được thoải mái luôn. Rồi. Nhưng mà vẫn phải tiết kiệm rồi. Và mấy tháng đã trôi qua. Chúng tôi lại cùng nhau ngồi nói chuyện ở trên bãi biển vào đêm. Nhắc đến cái người đàn ông phát điên hôm trước thì không biết liệu người đàn ông đó có phải là người chồng Okamoto đã thất lạc hay không nhỉ? Đúng là như vậy. Trôi dạt vào trên đảo rồi không thể gọi là thoát khỏi hòn đảo nữa. Sau khi mà cứ mãi sinh tồn ở trên hòn đảo này thì trở nên như vậy. Nếu mà như thế thì rất có thể là sẽ gọi là cái câu chuyện có thể hợp tình hợp lý. Mình có một cái tên mới nè các bạn ơi. Oka Motor Yutaro. Yutaro. Cái chữ Yu này nhấn sao ta? Yutaro. Yu Yutaro. Cái chữ này đúng là đọc Yutaro rồi nhưng mà tại sao mình lại không bấm ra? À đây có các bạn. Đây đây đây. Okamoto Yutaro rồi, mình có thêm một cái tên mới nữa nhưng mà người đàn ông đó đang trên hòn đảo này mà lại là triệu hồi một người đàn ông y như vậy nữa, có được không vậy ta? Còn người vợ Okamoto thì tên gì nhỉ? Tôi quên mất rồi. Anh đã quên mất rồi chứ. Em cũng vậy, em cũng đã quên mất tên của người vợ rồi. Cái này là bắt buộc chúng ta phải gọi là chơi cái ending đầu tiên mới biết được tên người vợ các bạn. Và mình đã biết rồi, tên là Misa. Nhưng mà dù có nhớ đi chăng nữa thì cũng sẽ không có gì xảy ra cả. Nhưng mà hiện tại thì miễn là tôi có một người đây là đang nói chuyện với nhau à. Tại vì có cái dấu mặt này cho nên là mình mới nghi ngờ đây là cuộc nói chuyện. Rồi mình phải xem hết cái đoạn này mới dịch được các bạn.
Mà dù có nhớ đi chăng nữa thì cũng sẽ không có giải quyết được vấn đề gì cả. Nhưng mà hiện tại thì anh đang có em là Tachibana ở bên cạnh rồi. Không còn có một cái gọi là sự cô độc ở đây nữa. Sẽ không phát điên giống như người đàn ông kia. Nếu mà có người vợ ở đây thì có lẽ là câu chuyện đã thay đổi rồi. Người đàn ông đó sẽ không bị phát điên. Và nếu mà lỡ như người đàn ông đó có bị phát điên đi chăng nữa thì khi mà nhìn thấy khuôn mặt của người vợ rất có thể là sẽ lấy lại được bình tĩnh cũng không chừng. Thế thì tốt quá nhỉ. Sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng cũng gặp lại. Nghe khá là lãng mạn đấy chứ. Đúng nhỉ? Tôi cũng muốn cùng với Tachibana trở thành một cái mối quan hệ như vậy. Tôi đã sống một cuộc đời rất là ít tiếp xúc với lại phụ nữ. Tôi thì không có một cái trở ngại gì về giới tính cả. Tôi không ngại gọi tiếp xúc với mấy người phụ nữ khác. Nhưng mà thật khó để mà nói chuyện bình thường với nhau được. Đi đến hòn đảo và được nói chuyện với lại Tachibana làm tôi cảm thấy rất là vui. Ở trong một cái tình huống cực kỳ khó khăn như thế này. Chúng tôi bắt đầu gọi là sống những cái ngày tháng bình thường với nhau. Tôi nghĩ đây là một cái câu hỏi. Tôi nghĩ đây chẳng phải là cái cơ hội tốt sao? Nè Tachibana. Vâng. Tachibana và gì ta Nanika Soto. I saw no sense à. Rồi tôi cảm thấy là tôi với Tachibana là có một cái gì đó rất là quan đồng với nhau. Điều mà tôi muốn nói là chắc là có vẻ là cô ấy cũng đoán ra được rồi. Ở trên hòn đảo này mà nói ra điều này thì nó hơi hơi. Nhưng mà anh thật sự cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được sống cùng với em Tachibana. Anh chưa bao giờ có cái cảm giác là muốn trân trọng đối phương, muốn gọi là làm cho đối phương hạnh phúc như vậy cả. Nếu mà được thì chúng ta có thể hẹn hò với nhau không? Quá, tôi đã nói mất tiêu rồi. Mặc dù là có hơi có khoảng cách một chút, nhưng mà Tachibana đã trả lời. Vâng. Vậy thì kể từ bây giờ mong được anh giúp đỡ. Tốt quá. Vậy là hai người hẹn hò với nhau rồi các bạn ơi. Không thể ngờ là chúng tôi lại có thể đón nhận một cái hạnh phúc như vậy. Thật tốt vì đã gọi là cầu nguyện cho Tachibana xuất hiện ở đây trên ngôi sao. Với ngôi sao băng chứ. Ngôi sao? Và cái ngày mà anh cho dẹt đến hòn đảo này thì anh đã nhìn thấy một ngôi sao băng. Và khi đó thì anh đã nhìn vào ngôi sao băng đó và ước rằng là em hãy xuất hiện ở đây. Và thế là ngày hôm sau em đã xuất hiện ở đây đấy. Là bất ngờ. Thế tức là người đã gọi em lên hòn đảo này là tiền bối sao? Suzuki. Là tiền bối Suzuki sao? Chắc là như vậy nhỉ? Em có cảm thấy lãng mạn không? Và thế là âm sắc của Tachibana đột nhiên thay đổi. Không, cái này không phải là lãng mạn. Cái này gọi là một người vô trách nhiệm đột nhiên cuốn người khác vào hòn đảo như thế này. Anh thật là tàn nhẫn đấy. Vậy cái thằng nhân vật chính tự nhiên đột nhiên nói ra cái gì mình không hiểu luôn cơ. Phản ứng của Tachibana như thế là rất là bình thường rồi. Nếu mà nói về như thế thì câu chuyện này đã hoàn toàn thay đổi rồi. Không, anh chỉ là ước với ngôi sao mà thôi. Làm sao mà có thể biết được là ngôi sao đó thật sự có công hiệu hay không, đúng không nào? Em không tha thứ cho anh đâu. Mimi kiệt cư Mimi. Có vẻ như là em ấy không thèm nghe tôi nói gì nữa rồi.
Khá là nóng giận rồi. Đợi đã, em hãy bỏ cái viên đá đang cầm trên tay xuống đi. Hãy bình tĩnh lại đi nào. Đó chính là cái vũ khí mà của người đàn ông phát điên lên. Từ khi nào mà cô ấy lại có nó? Rồi mình cảm thấy không ổn rồi. Tự nhiên thằng này nói ra câu này cho nên mọi thứ mới như vậy nè các bạn ơi. Làm ơn dừng lại đi. Làm ơn đi. Trái tim của phụ nữ thật là khó đoán. Ôi, đùa nhau à. Đùa nhau thật các bạn ơi. Tình huống như thế này, mình cũng không biết là phải có cái cảm xúc, thể hiện cái loại cảm xúc như thế nào luôn. Tự nhiên thằng này lỡ miệng nói ra cái câu chuyện mà nó ước với ngôi sao, xong rồi Tachibana phát điên lên và đập chết nó luôn. Mặc dù hòn đảo thì chỉ có hai người thôi, đáng lẽ ra là Tachibana phải bình tĩnh suy nghĩ lại. Đúng thật là bị cuốn vào trong cái hòn đảo này, nhưng mà bây giờ có đồ ăn nước uống đầy đủ rồi. Mặc dù cuộc sống không có giải trí đi chăng nữa thì chúng ta cũng có một cái khác để giải trí, không có những cái thứ hiện đại để giải trí đi chăng nữa. Khó hiểu quá. Đúng là trái tim của phụ nữ khó đoán thiệt. Rồi bây giờ mình sẽ thử tên của người chồng nha các bạn, cái tên mà mình vừa nhận được lúc nãy, Okamoto Yutaro. Ai? Okamoto Yutaro. Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ ra cái tên này nữa. Ê, không được các bạn ơi. Ê, Okamoto Yutaro không được à. Yutaro thôi được không? Hay là mình nhấn sai cái tên ta? Các bạn đợi mình một chút nhé. Ok các bạn ơi, mình đã nhấn sai tên. Cái chữ rô ở cuối mình nhấn sai các bạn ơi. Hồi nãy là do mình để nó auto cho nên nó bị hiện ra sai tên. Đây mới là tên đúng này. Thảo nào mà nhấn tên không được rồi. À đấy, đột nhiên cái tên này lại xuất hiện ở trong đầu tôi là ấy nhỉ? À tôi đã nhớ ra rồi, đây là một người đã bị lạc vợ trong một chuyến tàu. Một người đàn ông đã bị mất tích. Rồi gọi người đàn ông đó đến đây thôi. Okamoto Yutaro. Tôi không biết là tôi đã ngủ từ lúc nào, khi tôi mà tôi tỉnh dậy thì đã sáng rồi. Ủa? Ôi, mình nghe thấy tiếng la các bạn ơi. Không lẽ nào? Tôi đã bình an thoát khỏi một đêm cho nên là tôi cảm thấy khá là an tâm. Đột nhiên xuất hiện một tiếng hét. Đây là tiếng hét phải cài ở đây mới đúng chứ, tự nhiên là nó là xuất hiện ở trước đó. Một tiếng hét thất thanh. Và đột nhiên cả cơ thể của tôi cảm thấy rất là nặng nề. Tôi ví dụ bị tấn công bởi ai đó. Tôi bị đấm liên tục. Như thế này thì tôi sẽ bị chết mất, sẽ bị giết mất. Khi mà tôi mở mắt ra thì tôi đã nhìn thấy được một cái người mà đang cố gắng tìm cách để mà đánh tôi. Là ai? Là ai đã gọi Okamoto đến đây? Là tôi à? Ôi, lại một cái ending khó hiểu khác nữa các bạn ơi. Tự nhiên gọi thanh niên Okamoto Yutaro tới và bị đập chết luôn. Thôi được rồi, trải qua hai cái ending mà nhân vật chính bị đập chết như thế này thì mình cảm thấy nó khá là đuối sức rồi các bạn ơi. Chắc là video này mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Và thật không luôn là cái đoạn vừa rồi đáng lẽ là rất là ngon lành rồi các bạn ơi. Có thể cùng Tachibana là cái cô gái mà thằng nhân vật chính này đang rất là thích sống cùng nhau trên hòn đảo, rồi tự nhiên lỡ lời lỡ mồm nói ra cái việc đó thì đúng thật là nếu mà tự nhiên bị cuốn vào một cái chuyện như này là ai cũng ghét cả. Nhưng mà mình cảm thấy cái phản ứng của Tachibana hơi bị bất thường một chút, là đột nhiên là nổi điên lên như vậy. Và thôi đây cũng là một cái điều rất là đáng với thằng nhân vật chính này rồi, nếu mà không nói ra cái câu đó là hạnh phúc rồi.
Còn cái tên thứ hai là mình tưởng là triệu hồi Okamoto Yutaro, cái người đàn ông đó lên đây thì sẽ xuất hiện thêm một cái người đàn ông đó nữa vào khoảng 20 năm trước. Nhưng mà hóa ra là không phải như vậy các bạn ơi. Hóa ra không phải như vậy. Và là triệu hồi cái người đàn ông trong hòn đảo đó tự nhiên xuất hiện bên cạnh mình luôn rồi bị đập chết luôn. Ok rồi. Vậy thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà các bạn thấy thích video này hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu các bạn là người mới, và đừng quên lướt cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.